Tạm chia tay với những thông tin của SEA Games 32 thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những kết quả cập nhật của vòng 8 V-League 2023. Chiều nay thì đã tiếp tục diễn ra 3 trận đấu, trong đó tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Hải Phòng. Đội chủ nhà lúc này đang cạnh tranh cho những vị trí ở nhóm đầu, còn ngược lại các vị khách lại đang chấp chới ở nhóm cuối với duy nhất một trận thắng kể từ đầu mùa. Tuy nhiên thì những sự khác biệt về trình độ cũng như là tham vọng ở mùa giải năm nay thì lại không được cụ thể hóa bằng tỷ số trên bảng điện tử. Với lợi thế sân nhà, Thép Xanh Nam Định trong trang phục áo trắng đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Hiệu quả đã đến với thầy trò Vũ Hồng Việt khi Hồ Khắc Ngọc có pha đột phá vòng cấm rồi căng ngang để Nam Mani ngả người bắt vô lê cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước ở ngay phút thứ 5, nhưng đội khách câu lạc bộ Hải Phòng trong trang phục màu vàng vẫn tự tin triển khai lối chơi của mình. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh trong ngày trở lại đã khiến hàng công của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm gặp khó trong việc đưa bóng vào khung thành của Thép Xanh Nam Định. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế cho đội chủ nhà, nhưng ở những phút cuối của hiệp 1, Joseph Npande đã chớp thời cơ rất nhanh để gỡ hòa một đều cho câu lạc bộ Hải Phòng. Thưa quý vị, sau hơn một tháng tạm nghỉ thì cả chủ nhà Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Hải Phòng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày V-League trở lại là ngày hôm nay đây. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì cả hai đội đều đang thể hiện một lối chơi tấn công đa dạng, nhiều màu sắc. Chắc chắn trong hiệp thi đấu thứ hai thì cả hai sẽ có nhiều pha bóng mãn nhãn cùng nhiều bàn thắng đẹp cho khán giả tại sân Liên Trường. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã tung tiền vệ Hải Huy vào sân để gia cố thêm tuyến giữa và gia tăng khả năng tấn công. Liên tục sau đó là những tình huống hãm thành của cả hai đội. Trận đấu cũng bị đẩy lên cao khi đã có nhiều pha bóng quyết liệt của cầu thủ hai bên. Đỉnh điểm là tấm thẻ vàng thứ hai của Lê Trung Hiếu bên phía câu lạc bộ Hải Phòng đã khiến cầu thủ này nhận tấm thẻ đỏ và phải rời sân. Lợi thế hơn người trong 10 phút cuối hiệp 2 đã không đủ để Thép Xanh Nam Định có thêm bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm trước câu lạc bộ Hải Phòng ngay trên sân nhà. Thật sự là cũng rất là tiếc vì trong cái hiệp 1 chúng tôi tạo được rất là nhiều cơ hội mà không chuyển hóa thành bàn thắng. Sai 12 và phút cuối cùng chúng tôi, phút bù giờ cuối cùng chúng tôi có cơ hội 10-10 mà cũng không chuyển hóa được. Do vậy là tỷ số hòa thật sự là cũng rất là đáng tiếc. Đơn vị trong trận đấu ngày hôm nay thì tỷ số hòa nó phản ánh đúng cục diện mà cầu thủ chúng tôi là nỗ lực rất nhiều. Các bạn biết rằng đá với Nam Định mà với mùa giải năm nay đá tại sân Thiên Trường thì bất cứ đội bóng nào đến đây cũng là rất khó khăn. Mà cái điểm yếu của chúng tôi là mới chống không quật. Ở mùa giải này, câu lạc bộ Viettel chưa có được phong độ tốt ở giai đoạn mở đầu khi chỉ có được một chiến thắng trong 7 trận đấu đã qua, và quãng nghỉ một tháng vừa qua là rất cần thiết để huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh và các cộng sự có thể đưa ra những điều chỉnh nhằm giúp cho câu lạc bộ Viettel có được phong độ khởi sắc hơn trong giai đoạn tiếp theo của V-League. Và cuộc so tài với câu lạc bộ Topelen Bình Định vào tối nay là cơ hội để câu lạc bộ Viettel kiểm chứng cho những sự thay đổi đó. Hàng phòng ngự của Topelen Bình Định đã có một hiệp một vất vả trước những đợt tấn công của câu lạc bộ Viettel. Nhâm Mạnh Dũng cùng các đồng đội đã khiến cho thủ môn Đặng Văn Lâm nhiều lần phải nỗ lực mới có thể cản phá. Ở phía đối diện, sự cơ động của ngoại binh Rafael Sơn cũng đã tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Văn Phong bên phía câu lạc bộ Viettel. Khác biệt chỉ đến ở phút thứ 58, khi Trương Tiến Anh có tình huống leo biên bên cánh trái, anh đã có đường tạt bóng thuận lợi tạo điều kiện cho Hoàng Đức đánh đầu mở tỷ số của trận đấu. Nhận bàn thua, các cầu thủ của Topelen Bình Định dồn lên nhằm tìm bàn gỡ, và cầu thủ vào sân thay người Hải Đức Trinh đã phải mất tới 2 nhịp dứt điểm mới có thể ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Viettel. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh sau hơn 2 năm. Tuy nhiên, niềm vui này của Đức Trinh không trọn vẹn khi mà ở những phút cuối cùng của trận đấu, Hoàng Đức một lần nữa lên tiếng với pha đánh đầu cận thành, bóng chạm người một hậu vệ đội khách vào lưới, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho câu lạc bộ Viettel. Thực ra thì bóng đá là thế mà, nhưng mà như thế thì nó hấp dẫn, như thế nó kịch tính. Chúng tôi có cơ hội vươn lên ở phút 90 đấy chứ, khi mà Tiến Đạt nó bắt phát vô lê chạy cầu môn. Một số những cầu thủ quay trở lại sau chấn thương thì cái thể lực họ cũng không được đảm bảo, do đó là mắc một số những cái sai sót. Nhưng tuy nhiên nhìn chung tổng thể thì chúng tôi hài lòng với cái việc các cầu thủ nỗ lực, nhưng còn kết quả thì nó không được như ý. Phải nói là thật là rất là cảm xúc. Cả hai đội đều chơi rất là tốt, cộng với cả khán giả những trận trận đấu rất là hay.
Tôi nghĩ là bóng đá thì không thể thiếu may mắn, nhưng may mắn không đến với người không nỗ lực. Chúng tôi nỗ lực đến giây phút cuối cùng và không bỏ cuộc. Đó là cái tinh thần mà Viettel luôn luôn đề cao, và chính vì cái sự không bỏ cuộc đó chúng tôi có bàn thắng ở những phút cuối. Trận đấu còn lại trong ngày hôm nay tại vòng 8 V-League 2023 là màn so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai đội bóng láng giềng đã quá hiểu nhau thông qua rất nhiều những trận đấu giao hữu kể từ đầu mùa, và cuối cùng thì hai đội đều đã chấp nhận một kết quả hòa cùng với một thế trận kịch tính và hấp dẫn. Tới làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là những người có được màn thể hiện tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ nhất. Liên tiếp những cơ hội được đội khách tạo ra và pha dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang này của Paulo Pinto có lẽ là tình huống gây tiếc nuối nhất trong hiệp 1. Những nỗ lực của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cuối cùng đã được đền đáp ở thời điểm cuối hiệp 1. Trung Học là cầu thủ lập công mở tỷ số cho đội khách sau đường truyền đầy tinh tế của Diallo. Tới phút 58, tỷ số đã là 2-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, và lần này Paulo Pinto đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm không thể cản phá. Thế nhưng đây có lẽ cũng là thời điểm mà đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An bừng tỉnh. Đội bóng áo vàng thi đấu đầy quyết tâm và hai ngoại binh của đội chủ nhà đã lên tiếng. Olaha với pha dứt điểm từ xa hiểm hóc đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 60, trước khi Solario gỡ hòa 2-2 cho Sông Lam Nghệ An ở phút 71 sau pha đánh đầu lái bóng đầy khó chịu. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và buộc hai đội phải chia điểm trên sân Vinh. Chính tình huống đón điểm rời sài của Gian Clesio đã. Chỉ có được một điểm trên sân nhà, Thép Xanh Nam Định có 13 điểm và tiếp tục đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Nhóm 3 đội dẫn đầu lúc này vẫn là Đông Á Thanh Hóa, Câu lạc bộ Hà Nội và Topeland Bình Định. Câu lạc bộ Viettel với 3 điểm có được đã leo từ vị trí thứ 10 lên tạm đứng ở vị trí thứ 6. Xếp ngay sau là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng chỉ có thêm 1 điểm sau vòng 8. Ngày mai, vòng 8 sẽ tiếp tục diễn ra hai cặp đấu. Câu lạc bộ Khánh Hòa trên sân nhà tiếp đón BKMX Bình Dương, trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cuộc đọ sức được dự báo nhiều khó khăn trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trận đấu muộn nhất vòng 8 sẽ là màn đọ sức trên sân hàng đẫy giữa câu lạc bộ Hà Nội và SHB Đà Nẵng. Đây sẽ là trận đấu được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. Kính mời quý vị khán giả chú ý theo dõi.